Chào các bạn, mình là Du. Thì như video lần trước mình có làm á, thì là mình đã hướng dẫn các bạn là làm ra cái màn hình chính của con game Hỏi Chôn đúng chưa? Thì như bạn thấy trên này thì mình đã làm được như này rồi. Thì ở phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Thứ nhất là cái phần rank, cái phần hiển thị cái rank này. Tiếp theo nữa là cái phần xem đáp án, cái phần xem cái câu có cái lấy ra câu hỏi ngẫu nhiên đó. Đấy. Ok, thì bắt đầu vào nhá. Thì ở lần này thì mình sẽ sử dụng thêm một thằng nữa, nó là thằng thằng Sam này, để video tiếp theo nhá. Thằng này mình sẽ hiển thị kiểu phích cứng rồi á. Rồi giờ trong này mình sẽ tạo ra cho nó một cái thằng gái, đại khái một cái thằng gọi là một cái package có tên là object object, object nó để chứa mình. Cái này là tùy theo hứng đặt thôi, mình thích đặt là object thôi. Tiếp theo nữa nhất là cái phần này, thì trong cái thằng này mình sẽ tạo ra cho nó một cái class, nó là class rank. Rank ok chưa? Đấy, thì trong class rank có gì, trong rank có gì thì ở đây mình sẽ tạo ra cho nó một cái thằng thứ nhất private. Thứ nhất đầu tiên là string, đầu tiên là rank sẽ hiển thị kiểu là cái xếp hạng người chơi ấy, của những người chơi, ví dụ hiển thị top 10 chẳng hạn. Đấy, top 10 top 20 gì đấy thì người chơi bao giờ phải có tên không, đúng không? Đấy, tiếp theo đấy là ID. Ngoài tên ra mình phải cần có ID. Hiện tại thì ID và tiếp theo nữa là vị trí. Thôi thực ra cũng không cần vị trí đâu, mình nghĩ không cần vị trí lắm nhỉ. Ừ, hiển thị rank, ví dụ hiển thị top 10 chẳng hạn, top 10 người chơi xuất sắc nhất kiểu đấy. Đấy, ok. Rồi tiếp đến nhá. Tiếp đến thì ở đây mình sẽ, thứ nhất mình sẽ tạo này, nhấn an insert, tạo ra thứ nhất đầu tiên constructor, nhưng mà không thể thiếu constructor mặc định của nó nhá. Public rank, ok. Đó, sau sau cái constructor xong thì đương nhiên là mình sẽ tạo getter cho thằng tên và thằng ID rồi. Rồi. Và ở trong này mình sẽ tạo ra cho nó một cái class. Hiện tại thì chưa cần nhỉ. Để video tiếp theo mình sẽ tạo cái lớp với sau. Rồi, tiếp đến nữa là mình sẽ tạo ra một cái class nữa, nó là câu hỏi ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên okay chưa? Một màn thì chắc chắn sẽ có chỉ có một câu hỏi ngẫu nhiên thôi đúng không? Thì câu hỏi đầu tiên là sẽ có, thứ nhất đầu tiên là chắc chắn là nội dung rồi, nội dung. Và tiếp theo nữa là đáp án. Đáp án ok chưa? Chẳng phải này. Đấy. Rồi. Sau khi đấy xong thì cũng cũng như thằng kia thôi, mình vẫn phải tạo ra cho nó một cái thằng constructor mặc định. Đúng chưa? Mà constructor mặc định. Tiếp đến nữa thì mình sẽ an insert để tạo ra cho constructor có hai thằng kia truyền vào, có nội dung câu hỏi và cái đáp án của câu hỏi truyền vào. Và không thể thiếu, nhất định không thể thiếu getter và setter cho những thằng này. Ok. Rồi xong. Sau khi qua hai class này xong thì đầu tiên mình sẽ tạo ra thêm cho nó một cái thằng package tên là module, module viết này đúng nhỉ? Chờ tí. Tiếng Anh mình ngu lắm. Model, ok, không có model, ok. Ok, đại khái là mình dốt tiếng Anh thì mình nhận thôi, mình không 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 có vấn đề gì cả. Trong này mình sẽ tạo ra cái đằng model này, sẽ mình sẽ tạo ra một class model để phục vụ cái việc
chứa thông tin của cái thằng màn hình chính này. Ok, mình sẽ đặt là màn hình chính. Kia là màn hình chính activity đúng không? Thì đây mình sẽ là màn chính model. Thực sự nhiều bạn cái quan trọng cái như kiểu là cái tiếng Anh này nọ thứ các thứ, thực ra tiếng Anh cũng đóng một phần vai trò quan trọng thôi. Tiếng Anh sẽ nó đóng góp vào phần quan trọng là lương của các bạn mai kia đi làm sẽ là bao nhiêu đó đó, chứ còn và nó sẽ hỗ trợ các bạn trong cái việc đại khái là giao tiếp hay đọc tài liệu đấy, chứ còn cái việc ngu tiếng Anh thì không vấn đề gì cả, vấn đề các bạn phải làm được việc. Cho mình chỉnh lại cái mic rồi. Rồi nhá, sau khi có màn hình chính và đồ đúng không, thì cái màn hình chính này nhìn như các bạn đã biết, thứ nhất là sẽ có một cái danh sách các cái người chơi xếp top và câu hỏi, những cái vùng trên thì mình sẽ chưa nói đến. Và trong cái nên là trong này mình sẽ tạo ra thứ nhất một cái private, thứ nhất đầu tiên là sẽ có một câu hỏi ngẫu nhiên được chưa. Tiếp đến private, tiếp đến nữa là một cái danh sách đúng không, nó là một cái array chứa rank arr rank đó. Rồi xong đấy, rồi tiếp đến thì trong cái thằng này trong này mình sẽ tạo ra, đương nhiên chắc chắn là phải tạo cái set cho nó rồi. Đó rồi. Đấy, rồi xong đó ở bên màn hình chính, bây giờ mình sẽ tạo ra cho thằng này một cái public này, một cái màn hình chính model, nó sẽ thực hiện công việc lưu data, chứa các data của thằng này đó, model. Ok rồi, đấy là cái việc chứa data. Và tiếp theo nữa là mình sẽ tạo ra một cái package đi, tạo cái activity. Ở chết sai rồi, activity ấy ném bố người vào trong này đó. Và tiếp đến nữa là một cái thằng package view để làm gì. Package view mình sẽ để làm cái nhiệm vụ là tạo ra thêm cái package nữa đi. Mình tạo tạo a cv đó. Mình sẽ ném ba cái package này vào trước. Thứ nhất package view activity model đấy. Thì thứ nhất thằng activity nó sẽ thực hiện công việc, nó sẽ nhận các cái tương tác của người dùng ở trong này, cái gì xử lý được tương tác người dùng trong này, thì cái tương tác đấy nếu như có ảnh hưởng đến cái thằng data ở trên của thằng này ấy, thì sẽ nó thay đổi ở trong thằng model, bởi vì thằng này sẽ là mình sẽ để là thằng chứa data, còn cái việc hiển thị lên trên màn hình á thì sẽ do thằng này đảm nhiệm. Ok chưa, đó thì trong thằng này mình sẽ tạo ra cho nó một cái private, một cái thằng màn hình chính activity. Ok chưa, đấy nó để thực hiện ví dụ như kiểu là thông báo cái, nó để tương tác với cái thằng activity đó. Bây giờ tên là m đi. Tiếp đến thì mình add insert thì tạo ra constructor cho thằng này thôi đó. Còn cái thằng view sẽ đảm nhiệm cái nhiệm vụ là hiển thị, đúng chưa. Nên là trong này mình cũng tạo ra cho nó một cái class đó là màn hình chính view, màn hình chính view. Ok enter đó. Thì trong này mình sẽ tạm thời thì mình sẽ chỉ tạo ra cho nó một cái thằng màn hình chính activity, khái niệm là m thôi, là tên là m, và tạo cho nó một cái constructor để chứa m này. Thì sang bên màn hình chính activity nhá, ở đây mình cũng tạo ra cho nó một cái public này, public một cái thằng màn hình chính model, màn hình chính view đâu nhỉ. Ôi sao không thấy cái màn hình chính view đâu à? đây màn hình chính view đây đó, view. Ok đó,
Xong đó thì sang đi thằng này nhá, mình sẽ tạo ra cho nó một cái thằng một cái hàm private void có tên là init. Init đó. Init. Đấy, rồi tiếp đến nữa là một cái thằng private tiếp nữa. Void setup. Ừ. Thằng init để làm gì? Thằng init là sẽ để khởi tạo, còn thằng setup là sẽ để setup thế thôi. Ở đây mình sẽ gọi là init này. Setup. Ok. Ở trong trong init mình sẽ làm gì? Thứ nhất mình sẽ khởi tạo thằng model trước. Model new. Màn hình chính model rồi. Đó. Chuyển vào một cái main activity không? Chính là nó, chính là thằng này. Tiếp đến thằng view. Cũng tương tự như vậy. Màn hình chính view. Chấm zip. Đó. Thì thế này nó sẽ giảm tải code, giảm tải cái sự độ rắc rối của code thì thôi chứ nó cũng nó sẽ làm gọn, nó làm sẽ làm gọn được cái project á. Đó. Thì bây giờ nhá. Ở trong cái màn hình ở trong cái model đi. Bây giờ cái câu hỏi ngẫu nhiên đi được chưa? Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái hàm tạm thời một cái hàm hàm private void đi. Fetch data. Fetch data có nghĩa là tạo data kiểu để test thôi ạ. Thì trong này có tạo nó sẽ làm gì? Ví như câu hỏi ngẫu nhiên này, câu hỏi ngẫu nhiên của mình này sẽ bằng new một cái câu hỏi ngẫu nhiên. Đó, new một cái câu hỏi ngẫu nhiên. Thì mình truyền vào cho nó đầu tiên là cái tên câu hỏi đúng không? Tên câu hỏi bây giờ ví dụ tên câu hỏi. Nghĩ câu hỏi chứ nhỉ? Xinh gái nhất. Đó. 12 hot girl nổi bật trong hành chính. Thì mình không biết đâu, mình không để ý mấy hot girl đâu. Ngân ngô. Ồ. Đấy, đơn giản, câu hỏi đơn giản. Ai đẹp nhất? Ai là người con gái đẹp nhất? Hai không mười chín đó đấy kiểu thế. Rồi tiếp theo đến nữa sẽ là một câu trả lời à, châm ngô á. Wow. Nên là rồi sau khi vuốt một hồi thì mình quyết định là câu trả lời của mình sẽ là Ngọc Trinh. Đấy, mình thấy Ngọc Trinh vẫn đẹp à. Đấy, ok. Thì ở trong thằng constructor mình sẽ thằng tạo ra cái thằng fetch data ở đây, ok chưa? Đó. Rồi sau đó khi mà có data rồi không? Thì công việc của mình sẽ là khi mà nó chạy lên ấy thì mình phải lấy được cái câu hỏi đấy mình cho vào thằng này. Ok chưa? Đấy, cho vào thằng này. Thì ấy, đơn giản thôi, mình sẽ kích vào thằng này nhá. Vừa mình đã tạo thằng tech view rồi không? Mình sẽ đánh xạ cho nó. Mình cho nó cái thằng câu hỏi ngẫu nhiên này ạ. Câu hỏi ngẫu nhiên. TXV là tech view này. Câu hỏi ngẫu nhiên. Đó. Rồi sau khi đấy nhá, các bạn copy cái ID cho mình, các bạn sang cái main chính activity, bởi vì cái việc hiển thị ấy nó sẽ làm ở thằng này, đúng chưa? Nên là trong này mình sẽ tạo ra cho nó này. Thứ nhất là một cái thằng text view. Text view, được chưa? Câu hỏi ngẫu nhiên chấm phẩy này. Đấy. Rồi, ở trong này thì mình sẽ viết một cái hàm private void đi có tên là ánh xạ. Ánh xạ. Mình sẽ ánh xạ sao cho cái thằng câu hỏi ngẫu nhiên trong cái thằng này của mình để cho nó hiểu là chính là thằng này, để mỗi lần mình tương tác với nó ở đây ấy thì sẽ hiển thị trên màn hình cho mình. Đó thì cái thằng câu hỏi ngẫu nhiên của mình ấy, tới cái câu hỏi ngẫu nhiên mình ấy sẽ bằng m chấm fill view by id. Đó, m chính là cái thằng main activity á, màn hình chính activity á, và mình truyền vào cho nó r chấm id chấm txt câu hỏi ngẫu nhiên. Không ra
import, quên import. TX về câu hỏi công viên đó, ok. Xong. Thì cái thằng ánh xa ấy sẽ được gọi đâu? Mình sẽ gọi luôn ở trong constructor. Ừ. Vào trong này thì mình sẽ public này. Mình tạo ra cái hàm void này. Tên hàm sẽ là hiển thị câu hỏi ngẫu nhiên. Ok, đấy, vào trong này. Rồi, ok, vào trong này tiếp đến nữa này. Là thằng này đây thì mình sẽ gọi ra cho nó cái thằng, mình sẽ gọi cái thằng text field này, câu hỏi ngẫu nhiên này, chấm này, set text hiển thị câu hỏi ngẫu nhiên, mà thì mình phải lấy được cái câu hỏi ngẫu nhiên ở bên model rồi, đúng không? Thì các bạn chỉ cần gọi m chấm model chấm get câu hỏi ngẫu nhiên chấm tiếp get nội dung nay chưa, ok chưa đó. Và cái thằng này mình sẽ gọi ở đâu thì sang bên màn hình chính activity nhá, ở cái trong setup này, các bạn nhìn mình tạo ra cái hàm setup không, mục đích là để gọi view chấm hiển thị câu hỏi ngẫu nhiên đó, là khi chạy app là nó sẽ hiển thị câu hỏi ngẫu nhiên luôn cho mình. Bây giờ mình sẽ run app cho các bạn xem nhá. Tao 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 Wow, ai là người con gái đẹp nhất 2019, đúng chưa? Đó, câu trả lời sẽ là Ngọc Trinh, chắc chắn luôn. Đấy, ok chưa? Đấy. Đấy, thì cái vùng cái nút xem đáp án này có tác dụng gì thì bây giờ mình sẽ giải thích luôn. Thì thứ nhất là bấm nút xem đáp án này, thì ở bây giờ ở cái video này nhá, thì mình xin phép là khi mà bấm đây sẽ hiển thị dialog, một cái dialog và hiển thị cái đáp án của các bạn, ok chưa? Đáp án của các bạn. Và còn còn nếu như mà kia ví dụ như là các bạn cũng có thể tích hợp quảng cáo đây, chẳng hạn bây giờ ví dụ muốn muốn biết ai là người gái đẹp nhất 2019, kích vào đây xem cho một tôi một quảng cáo đấy thì sẽ biết, ok đấy. Bấm đây thì ở video này thì mình sẽ chỉ làm cái hiển thị đáp án luôn thôi nhá, mình không có làm cái xem quảng cáo, ok. Thì cái xem quảng cáo đương nhiên là các bạn thì dev sẽ được tiền thôi, những người code mới được tiền thôi. Ừ. Rồi tiếp đến nhá, thì ở đâu nhỉ, rồi đến đây rồi này, thì giờ mình muốn bấm vào đây để hiển thị ra một cái dialog hiển thị cái đáp án đúng không, thì mình sẽ phải tạo ra một cái dialog đúng chưa. Đó thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái package trước, package là dialog dialog, ok. Và muốn tạo ra một cái dialog, thực ra dùng cái dialog mặc định thì cũng được, bây giờ mình sẽ dùng cái dialog mặc định luôn nhá. Dialog mặc định thì đơn giản lắm, cần lên các bạn Google còn có Android dialog dân trí dân chủng, tao không đọc dân trí đâu, dialog. Thực ra cái thông báo ấy, thực ra cũng được nhưng mà mình thấy hơi phiền. Dialog example. Sample đây. Nếu như mình dùng cái rồi vào cái trang mình chủ yếu mình đọc tài liệu tiếng Anh. Thực ra đơn giản lắm, đây nó đơn giản ơi là nó easy game không à. Đây, các bạn copy nguyên code lại cho mình. Đơn giản, nó cực kỳ đơn giản luôn. Đó. Thì ở trong màn hình chính view đúng không? Ở đây thì mình sẽ hiển thị à public à. Nó cứ liên quan việc hiển thị là sẽ mình sẽ dùng trong thằng này. Void d này. Hiện đáp án. Đáp án câu hỏi ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên, ok, vào đây. Rồi, mở ngoặc ra này. Mở ngoặc nhọn ra này. Về, ok, nó sẽ yên tâm, nó sẽ báo đỏ là đúng rồi. Các bạn nhấn Alt Enter để import từng thư viện một. Thứ nhất thằng này nó đòi hỏi context là thằng nào, chính là thằng M của mình ạ. Rồi, tiếp đến nữa thằng này. Rồi nó báo đỏ tùm lum. Ủa gì? Ý sao? Code này code sai. Code sai mình sẽ lấy code khác. Đây mình sẽ lấy code này đi.
À không phải, không phải code sai đâu. Mình copy nhầm, paste ở giữa giống ngoặc rồi cơ. Đó, ok chưa? Đó. Thì bây giờ cái title mình sẽ hiển thị, đầu tiên mình sẽ hiển thị là ai, mình sẽ hiển thị là mình gọi ra cái thằng m này chấm, à mình sẽ gọi đáp án chính là đấy, còn cái message của mình sẽ ở đây sẽ là m chấm model chấm get câu hỏi ngẫu nhiên, get câu hỏi ngẫu nhiên chấm get đáp án đó đó. Listener thôi, không mình chỉ cần một cái nút ok thôi. Cần mỗi cái nút ok rồi, và cái nút giết thì cũng chả làm gì cả. Chuyển đây là năn, mình chuyển sai thiếu ấy. Đây nút đó, đó xong. Và ở bên này đúng không, mỗi lần mình nhấn vào cái nút button này thì sẽ hiển thị cái đáp án đúng không. Giờ đây mình sẽ gọi này, hiển thị đáp án, mình sẽ tạo ra cho nó một cái hàm on click trong này, đó nó là hiện đáp án rồi. Các bạn kích vào cái vàng vàng trong này này, nó bắt yêu cầu bạn tạo ra một cái hàm on click ở trong này. Đấy, thì đây là hàm on click ở trong cái main activity này. Mình sẽ đặt thằng chuyển thằng này thành v này, và mình ở dưới này mình gọi view, view nhá chấm hiện đáp án câu hỏi ngẫu nhiên đó. Rồi sau khi đấy mình bấm vào đây xong. Rồi ai là người có gái đẹp nhất 2019, click. Đáp án chính là Ngọc Trinh. Ok chưa? Nhưng mà nhìn các bạn nhìn thấy xấu không? Ok. Rồi, giờ video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cúp tùm được cái dialog này nhìn cho nó màu mè và đẹp hơn. Ok. Video của mình xin được dừng lại đây nhá. Chúc các bạn học lập trình vui vẻ.